Phật pháp là một sâu rất nhiệm màu, trong nghe mà kêu khó tìm cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng. Nguyện tạo như lai nghệ nhiệm màu, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 403. Kinh A Sa Mạc Bồ Tát. Hãy dịch đời tự thân. Tam tạng trúc pháp hộ người nước Đại Nguyệt Chi. Quyển 1. Nghe như vậy, một thời Đức Phật ngự tại đạo tràng Bảo Nghiêm Tịnh, hết mực trang nghiêm rộng lớn từ vùng đất vũ hóa của Đức Như Lai, đều là chỗ kiến lập của bậc chánh giác, là sự trang nghiêm của công đức lớn, dựa vào đó để tích lũy những hạnh nghiệp thần diệu, là nơi tụ hội của các bậc Bồ Tát theo báo ứng để thành Phật, tuyên dương về vô lượng sự biến hóa của Đức Như Lai, hội nhập vào trí tuệ vô cùng sâu xa, hiện bày nơi diệu dụng thù thắng, tâm luôn an vui, nhận định phân biệt rộng khắp, là chỗ tu tập các hạnh của bậc thánh, mở bày về tương lai công đức vô biên, danh xưng vô hạn, giác ngộ đúng đắn về pháp bình đẳng để thành tựu Phật đạo, khéo chuyển pháp luân, khai hóa vô số chúng sinh. Nhưng đối với các pháp thường được tồn tại, nhận biết rõ các tánh của chúng sinh, thấu tỏ các căn, vượt đến bờ giác, tùy thời dùng phương tiện để diệt trừ mọi chướng ngại, Phật sự luôn rộng mở, an trú nơi không chỗ trụ, cùng với chúng đại tỳ kheo 800 vạn người. Chư vị ấy tâm ý luôn hòa hợp an lạc, đoạn trừ ba thứ phiền não, mọi hệ lụy nơi thế tục đều là hàng pháp vương tử của Đức Như Lai tu tập pháp thâm diệu, do đó mà chánh pháp được tồn tại, hết thảy mọi uy nghi thường thể hiện đầy đủ. Sáng tỏ là bậc được thế gian tôn kính, luôn thân cận quy hướng về Như Lai, là cùng với vô số các chúng Bồ Tát hội đủ số lượng đông đảo không thể tính kể, tất cả các Bồ Tát đều đạt được thần thông, pháp tổng trì, biện tài vô ngại, thần trí thấu đạt nẻo vi diệu không thể nêu, dụ trong một niệm có thể đi đến vô lượng cõi, cúng dường các Đức Như Lai trong mười phương, lãnh hội giáo pháp không hề chán mệt, thưa hỏi thọ nhận phụng hành giảng nói, luôn tu tập tinh tấn giáo hóa chúng sinh, với trí phương tiện hoàn bị, đối tượng được hóa độ là vô lượng, tạo lập pháp môn dứt trừ mọi phiền não đều vượt khỏi mọi vọng tưởng, luôn ứng hợp gần gũi với bậc nhất thiết trí và các vị Bồ Tát trong mười địa. Thưa các vị, đó là Bồ Tát Thiên Minh, Tuyện Chiến, Chiếu Tạng, Trừ Mạng, Dũng Bộ, Nhãn Căn, Liên Ngôn, Trường Minh. Các vị đẹp Bồ Tát như thế đều đến hồi hộp, vì đức vô lượng sáng ngời không thể nghĩ bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập vào pháp hành nguyện thành tựu của các Bồ Tát. Pháp ấy gọi là pháp môn dứt trừ sạch mọi phiền não, làm thanh tịnh các bậc Bồ Tát, trang nghiêm đạo tràng vi diệu. Pháp lực của bậc chánh giác gồm đủ vô sở ý, làm qua nhà trí tuệ của bậc thánh, qua lại trong các pháp mà vẫn tồn tại, theo tóm các pháp tổng trì, nên hiểu rõ biện tài đối tượng được hội nhập vào cõi đạo, với lại thần thông đã đạt đến nẻo giác ngộ trọn vẹn, thuyết giảng rõ về pháp luân không thoái chuyển, do đủ cái thừa không tỏ về pháp giới không hề hủy hoại, giảng nói đeo bày về căn tánh của mọi chúng sinh, thông đạt thật tướng của các pháp, diệt trừ cái thứ ba, tùy theo pháp thuận hợp đều có thể mở bày hóa độ, dứt trừ bao thứ phiền não trói buộc vướng mắc mê lầm tà kiến, 62 thứ nghi, siêu dương trí vô ngại, hiểu rõ tính chất vô hạn của trí ấy, chỗ hỗ trợ tạo tác luôn tìm xét nhằm phát triển, hội nhập nơi trí tuệ bình đẳng của chư Phật, dòng môn không bày biện, không đối chiếu, không nơi chốn, chỉ nói các pháp như thật nơi chân đế, bình đẳng nơi các cảnh giới hữu tưởng và vô tưởng, thấu tỏ 12 duyên khởi vi diệu, tích lũy công đức không thể nêu hết. Trang nghiêm các hành nơi thân khẩu ý của đức của chư Như Lai, chỉ đạt do thân với đối tượng được nhận, tức là vô tận tu tập bốn thánh đế, chỉ dạy trao truyền cho hàng thanh văn, đạt được thân tâm tịch tịnh để giáo hóa hàng chuyên giác, đạt nhất thiết trí gồm đủ bậc bất thoái chuyển để phát huy pháp đại thừa, hòa nhập nơi tất cả pháp, đạt được tự tại theo tháng các công đức của Phật, theo hoàn cảnh mà chỉ bày vỗ về giảng dạy dần dần, sẽ dương pháp tạng làm rõ nơi chốn, trừ mọi thứ ngang che, khai thị nẻo sáng tỏ. Đức Thế Tôn giảng nói giáo pháp khiến được truyền rộng khắp mười phương. Lúc này ở phương đông tự nhiên xuất hiện một vòng sáng lớn màu vàng rồng, ánh sáng đó tỏa chiếu đến đạo tràng Bảo Tịnh cùng khắp cả tổ thiên đại thiên thế giới. Ánh sáng rực rỡ ấy phủ trọn cả cõi này, khiến cho mọi thứ ánh sáng hiện có của mặt trời, mặt trăng, phạm vương đế thất bốn thiên vương được không thể hiện ra, kể cả ánh sáng của các chư thiên, tám bộ chúng trời rồng, quỷ thần,
Ngài Thất Bà Atula Kalola Chân Đà La Ma Hồ La Giặc thể đều biến mất. Cho đến ánh sáng của mọi thứ ngọc báu cũng đều ẩn khuất. Cho đến ánh hào quang của Như Lai, các Bồ Tát bất thoái chuyển là còn hiện hiện. Ngoài ra mọi thứ ánh sáng đều bị che lấp. Những vùng xa xôi tối tăm nhất của cõi đại thiên này, ánh sáng mặt trời, mặt trăng tuy rộng lớn nhưng không thể chiếu đến. Chỉ có ánh sáng phương đông ấy là tỏa tới được. Ánh sáng soi rọi khắp nơi, từ cây cối, tường vách, núi Đại Tu Di, núi Tuyết, núi Đen, núi Một Lần, núi Đại Một Lần, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, đến mọi chốn trong tam thiên đại thiên thế giới, cho tới cõi trời nơi mười, nơi phương trên và địa ngục vô gián. Các chúng sinh trong ba đường dữ, thân tâm đều nhờ ánh sáng vi diệu của đạo pháp an lạc, cùng nhau vui mừng, tự cho thật là đúng lúc. Nơi đạo tràng bảo tịnh, về bên tay trái của Đức Phật, bỗng gian xuất hiện 60 ức hóa sen bằng bảy báu, mùi thơm xông ngát tỏa khắp nơi nơi. Khi mọi người nghe thấy đều ưa thích, các hoa sen ấy tươi tốt, lớn như những bánh xe, màu sắc rực rỡ. Mỗi đó sen có vô số cánh do 5.000 cho báu kết thành hình tròn. Phía trên hoa dâng mắt cái thứ phướng lộng, phướng màng lộng. Hoa ấy mùi hương ngào ngạt lan khắp thanh thiên đại thiên thế giới. Mọi thứ danh hương của chư thiên và loài người nơi các quốc độ trong thanh thiên đại thiên thế giới này gặp phải hương ấy đều tan biến. Các loài sống đây đó ở thế gian và nơi cõi trời nhờ hương của hai này nên ưa thích hương pháp mà không tham luyến ái dục. Bây giờ hiện giả sẽ là phát trong thái hiện tượng có những đóa sen thanh tịnh tỏa sáng rực rỡ, nên hết sức kinh ngạc vui mừng đi từ tòa ngồi đứng dậy đi đến chỗ Phật vừa ngó giúp tay thưa: hôm nay chúng con đã thấy phần ánh sáng lớn rực rỡ và hoa sen thanh tịnh không thể diễn tả, từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy, đó là ứng hợp điểm lành gì? Phật bảo hiện giả sẽ là Phật. Có một Bồ Tát tên là A Sa Mạc từ phương đông cùng với 60 ức Bồ Tát khác và hàng quyến thuộc vây quanh sắp đến cõi này, cho nên trước tiên là hiện điểm lành. Đức Phật nói xong không lâu thì Bồ Tát A Sa Mạc tức thời hiện thân và 60 ức Bồ Tát được có mặt. Do hai thần rất lớn của Bồ Tát nên tạo cái sự biến hóa làm chấn động cõi Phật, phát ra ánh sáng lớn, một số các loài hương hoa lại trở lên 100.000 thứ nhạc hay gian khắp đạo tràng bảo tịnh. Đến là Đức Phật Bồ Tát A Sa Mạc cùng với 60 ức Bồ Tát đến chủ Phật ở trên hư không, chắp tay hướng về phía Như Lai, cùng phát ra âm thanh vi diệu khiến cả tam thiên đại thiên thế giới đều được nghe. Tức thì chư Bồ Tát dùng kệ tán thán Đức Thế Tôn. Bậc thánh bỏ tham dục, trong lành không có nhiễm, trí tuệ trừ tâm tối, hiện bày mắt thanh tịnh, đoạn ba phiền não uế, dứt sạch mọi lỗi lầm, bệnh viện dứt phiền não, nên nay kính lại Phật. Diệt trừ mọi phá hoại, sẽ tan lưới ngu si, thánh chủ có 10 lực, kẻ sợ hãi khuất phục. Vượt lên trên đại chúng, trừ hết ba phóng dật, dưỡng bước như sư tử, tự tại không lo sợ. Ánh sáng lìa các cấu, chiếu soi khắp mọi nơi, nhắc nghĩ các chúng sinh, cứ vớt những lầm lỗi. Tiêu trừ các bóng tối, dù vô minh che phủ, ánh sáng ấy rực rỡ như mặt trời thoát mây. Thế chúng sinh khốn khổ, liền khởi tâm từ bi, diệt trừ già bệnh chết, có giúp cho muôn loài. Đều sơ độ chúng sinh, lòng từ luôn thương xót, nhờ hành nghiệp tu tập, lương y, như lương y trị bệnh, xa lời quỷ trong chúng, giáo hóa kẻ ngu tối. Như thuyền trưởng cứu người, khi nghe họ mắc nạn, chuyển hóa muôn phiền não, và vòng tưởng giấy khởi, du hóa khắp mọi nơi, như hoa sen không nhiễm, rồi thấu tất cả pháp, vốn thanh tịnh vắng lặng, biện phát ra âm thanh đều từ nhân duyên sinh, vốn dứt mọi tạo tác. Vì đồ sinh mà đến, tâm từ bi thương đời, hiện dạy cho chúng sinh, quy mạng như hư không, tới tất cả như thế. Ở nơi pháp thế gian, không đậm như núi lớn, chúng sinh do không hiểu, tạo tác nghiệp không lành, tuy ra vào nhà lửa, đều vượt nạn sinh tử, bất vật thường sáng tỏ cũng như hoa xanh xanh, hoa thần ấy vời vợi như mặt trăng tròn đầy. Tất cả người thế gian đều tán thán công đức, bỏ khổ não thế tục, thế nên đảnh lễ Phật. Bồ Tát A Sa Mạc và 60 ức Bồ Tát sau khi nói kệ khen ngợi Phật xong, từ hư không hạ xuống để lại nơi chân Phật quanh bảy dòng, rồi ngồi trên hoa sen. Khi ấy, hiện giờ sẽ là Phật nước vào hoa thần của Phật thưa: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát A Sa Mạc từ phương nào đến? Đức Phật đó hiểu là gì? Quốc độ là sao? Cách đây xa hay gần? Phật nói hiện giờ nên Đức Thân hỏi Bồ Tát A Sa Mạc sẽ được biết rõ.
Hiện giả sẽ là Phật hỏi Bồ Tát Asoma: Thưa Bồ Tát, nhân giả từ phương nào đến? Đức Phật ở đó hiểu là gì? Quốc độ là sao? Cách đây sao hay không? Bồ Tát Asoma hỏi: Thưa hiện giả sẽ là Phật, hiện giả vẫn luôn tưởng về đến đi chăng? Xá là Phật đáp: Thưa Bồ Tát, tưởng của tôi đã đoạn trừ. Asoma hỏi: Thưa hiện giả sẽ là Phật, nếu như tưởng của hiện giả đã đoạn trừ thì tâm ý không còn dựa vào hai bên. Vậy do duyên gì lại hỏi từ đâu đến? Thưa hiện giả, có đến là có dấu vết của hội họp. Giả sử đi tức có dấu vết của biệt ly. Nếu không hội họp, không biệt ly thì không có đến đi. Không đến đi là điều hành của thánh đạo. Thưa hiện giả sẽ là Phật, có đến là tự nhiên tạo tướng. Có đi thì dứt hết tướng của tội phước. Xét về tội phước là tướng tự nhiên. Nếu ở nơi tội phước dứt sạch các tướng, tức là không có tướng. Không có tướng đi là nẻo hướng về của thánh đạo. Này hiện giả sẽ là Phật, như có đến là tướng của chỗ thể nguyện. Nếu có đi tức là lìa chỗ thể nguyện, nơi tướng nơi chỗ thể nguyện, lìa tướng của đối tượng được đến, đó là tướng của thánh đạo. Sẽ lại Phật, nếu có đến là tướng sinh, nếu có đi là tướng diệt. Ngoài trừ tướng đến đi thì không sinh không diệt, không có chỗ đi là tướng của thánh đạo. Thưa hiện giả sẽ là Phật, nếu có đến là pháp môn giảng dạy, như có đi thì sự chỉ dạy truyền trao cũng bị dứt bật, không có dạy trao thì không có pháp môn tận cùng, đó là hướng đến của thánh đạo. Xá lợi Phất, nếu có đến đi thì rơi vào nẻo dục nẻo tục, nếu không đến đi mới là chánh đạo. Thưa hiền giả xá lợi Phất, do dứt trừ đi đến, trừ tưởng về vị lai cùng các cảnh giới, nên chính là hướng đến thánh đạo. Xá lợi Phất, như có đến là tướng hiện tại, như có đi là tướng xa lìa. Đạt được tướng hiện tại và tướng xa lìa thì hướng đến thánh đạo. Xá lợi Phất, như có đến thì chính là tướng duyên khởi hòa hợp. Như có đi là dứt trừ, dứt tướng hòa hợp, không có hòa hợp thì chẳng sinh, chẳng diệt. Đạt đến vô tướng chính là hướng đến thánh đạo. Xá lợi Phất, như có đến là thuận theo duyên hợp của thế tục, mà đi theo con đường tắt. Như có đi nghĩa là âm thanh, ngôn từ giảng dạy, văn tự là con đường tắt. Như dứt hết âm thanh, văn tự, nhân duyên nơi đường tắt thì hướng đến thánh đạo. Bây giờ hiện giả sẽ là Phật hỏi Bồ Tát Asoma: Thưa Bồ Tát, tôi đã cho chỗ hiện tại của Bồ Tát nên muốn thưa hỏi, vì sao vừa để được lãnh hội những điều chưa từng e? Thưa Bồ Tát, bây giờ người chủ giữa cửa phải nên xét hỏi những người ra vào qua lại, người chở hàng, kẻ đi không, nhằm để thâu thuế thì phải xét hỏi kỹ, ông mang những vật gì để thâu thuế. Thưa Bồ Tát, tôi cũng như thế, vì chỉ là hàng thanh văn, đương tự với âm thanh của người khác đã được giải thoát, hợp cùng âm hưởng của các duyên. Luôn thích nghi mà thưa hỏi, thọ nhận cái bậc chánh sĩ do giúp lòng hộ trì giáo pháp đại thừa, từ đó mới phát sinh thanh văn và duyên giác. Lành thay, xin Bồ Tát vị chúng tôi mà nói rõ từ phương nào đến, thế giới đó cách đây xa gần, mức độ Như Lai tôn hiệu là gì? Bồ Tát A Sa Mạc nói: Tôi hiện giả sẽ là Phật, nên đến trước Đức Như Lai thưa hỏi, tôi sẽ được phép được giải đáp rõ, khiến cho chúng hồi khỏi nghi ngờ. Lúc này tôn giả sẽ là Phật thưa Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát A Sa Mạc từ phương nào đến? Cách đây xa hay gần, Đức Phật ở cả đó, tôn hiệu là gì? Có nước ra sao? Vô số người nếu được nghe danh xưng của Đức Phật kia sẽ phát tâm Bồ Đề, mặc áo giáp đại thừa. Đức Phật nói này, sẽ là Phật hãy lắng nghe, kéo suy xét. Tôn hiệu của Đức Như Lai và tên của thế giới kia đều bao hàm nhiều công đức. Nếu có người nghe không sinh tâm nghi ngờ, mà thấy đều giúp lòng tin tưởng, thì đối với Như Lai do thượng trên đại chánh giác cũng không bị chướng ngại, không bị ngăn chế. Tất cả đều mau chóng thấu đạt và cùng lãnh hội thọ trì. Phật dạy sẽ là Phật: Về phương Đông, từ cõi này trải qua vô lượng thế giới, nhiều như số vi tròn trong 10 hằng hà sa quốc độ của chư Phật, có thế giới tên Aniyisa, tức bất huyễn. Đức Phật ở cõi ấy hiệu là Ta Mạng Bạc Đà Phổ Hiền, là bậc Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác hiện đang thuyết pháp. Thế giới bất huyễn không có tên và thanh phần chuyên giác, thanh chúng của Phật chỉ thuần là Bồ Tát, từ đời xa xưa đã tụ tập đầy đủ các pháp vô thí để phục tâm ý an trú nơi giáo pháp của bậc tánh.
giữ giới học tập dứt mọi phẩm vật gồm đủ công đức tạo lập sự tịch tịnh do diệu lực của nhẫn nhục mà tâm luôn thanh tịnh luôn kiên cố tinh tấn tích chứa công đức mỗi đời tự khắc phục thực hành các pháp thiền định tam muội giải thoát dùng tuệ của thần thông để tự tạo mọi diệu lạc do chỗ chiếu soi của ánh sáng nơi đại tuệ theo thời mà phân biệt và nói rõ về nghĩa lý của tất cả câu chương luôn mang tâm từ rộng lớn như hư không lòng thương xót của Bồ Tát luôn bình phẩm đối với muôn loài biết tâm tánh của chúng sinh mà chỉ dạy chỉ bày họ cho họ đối với hạng người vui thích đón nhận vì họ mà mưa xuống hương vị đạo pháp giải thoát giác ngộ diệt trừ mọi kết cục của oán hận đối với người hộ trì thực hành thì khiến họ xa lìa cả nhị thừa đứng vững nơi pháp không vô tướng vô nguyện để dứt sạch cơ vất mọi thứ tai họa nguy hại ế trụ của các ma phiền não biết rõ cội nguồn của chúng sinh thêm 12 duyên khởi quan sát các bệnh tật ứng hợp mà cho thuốc giữ vững tâm ấy bình đẳng thuần nhất như đất nước gió lửa không có thương ghét hàng phục loại trừ các tà thuyết khác rồi bao nhiêu giáo pháp nhằm sĩ chuông truyền bá nên giữ vững ngọn cờ chánh pháp giống như vị dũng tướng chỉ huy đại quân diệt trừ quân địch mạnh hội nhập nơi chốn giác ngộ sâu xa của chánh pháp chư Phật đạt 10 lực vô ý xa lìa hai nẻo kiến chấp và có không tuân theo nhân duyên vượt qua các nhận thức sai lầm thực hành trung đạo sẽ bỏ ngã ngã sở người thọ mạng có không nơi chốn trở về nguồn chân để dắt những kẻ đã từng theo thời kiến điên đạo hư dối như lai đấng pháp vương dùng pháp ấn để ấn chứng tất cả kinh điển cho diện tuyết biện tài không bị chướng ngại trong số ức trăm ngàn kiếp để phát ra âm thanh ngôn từ không thể cùng tận do thần lực của Phật cảm hóa đến vô lượng quả Phật thường xuyên lui tới rõ không có chỗ ban đầu đúng thời hiểu rõ từ bỏ tất cả lo sợ sân giận kiêu mạn tự đại để phát ra âm thanh như tiếng gầm của sư tử như tiếng sấm sét xét hành nghiệp của chúng sinh cao thấp vừa luôn gần gũi các bậc thiện tri thức tạo dần cảnh giới cứu cánh niết bàn hưng khởi đám mây lớn phát ra tiếng sấm sét giáo pháp trí tuệ thông suốt lý giải nhanh như ánh chớp như mưa nước cam lộ tuyên giảng sự cao quý của đạo pháp không đoạn dứt tam bảo trí tánh thanh tịnh như ngọc minh nguyệt trong hoài thông suốt tướng tốt của chư Phật được rõ thù thắng dùng giới cấm để tự trang nghiêm thân dùng trăm ngàn phước đức để trang nghiêm thể nhờ pháp của chư Phật đạt đến quả vị nhất sanh bổ xứ do theo đó mà tu hành khiến chúng sinh dốc lòng tin tưởng nghe pháp giáo hóa tùy theo tâm tánh của các loài mà giảng thuyết khiến họ được giải thoát theo các pháp giác ngộ tổng trì thiền định ngồi tòa sư tử làm trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng hiểu rõ các pháp hội nhập bốn vô sở ý nhằm hiển hiện sự nghiệp giác ngộ nơi đạo thánh được hưng khởi đều hiện bày ra tới lui lấy bỏ đều phải tự tại chịu bắp luôn báu vô thượng bây giờ trong chúng hội nghe Phật nói về những công đức của các Bồ Tát đều hết sức vui mừng để lấy các loài hoa tươi đẹp như hoa sen xanh vàng đỏ trắng và các hoa thích ý cùng nhau dâng cúng Đức Phật cùng tuôn trải lên Bồ Tát A Sa Mạc và các Bồ Tát khác đồng thanh khen ngợi ơn đức của Phật và Bồ Tát chúng con hôm nay được lợi ích nhờ có phước đức mới gặp các vị Bồ Tát này hiểu rõ đảnh lễ quy y cúng dường các vị ấy nếu có chúng sinh nào được nghe danh hiệu công đức không thể lường của các vị Bồ Tát này do đó đều sẽ phát tâm đại Bồ Đề khi ấy ba vạn sáu ngàn người đã đến trong hội đều phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác và nói với hiện giả sẽ làm vật còn nước Adiyisa không có các khổ nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh các đường ác không có người giữ giới cũng không người phạm giới không có người nữ vì sao vì đều do hoa sen hóa sinh ra không có tham lam keo kiệt cũng không dâm dục giận dữ xa liệt các thứ ngu si sợ hãi cũng không có tên ba độc tham sân si huống gì có những việc khác con người ở cõi nước này không có cao thấp vừa tốt xấu đều bình đẳng không sai khác cũng không có ngã và ngã sở không có uống ăn gì sao vì pháp hỷ là thức ăn nghĩa lý là nước uống luôn bình thản biết rõ không có ý niệm khác cũng không có tư tưởng đói chẳng phải ta cũng chẳng phải người khác cũng không có các ma gây hoạn nạn cõi nước của đức phật ấy bao la rộng lớn mặt trời mặt trăng chiếu đến
60 ức biên vật trong bốn phương. Vì sao? Vậy là chỗ đẹp lớn của bản nguyện Bồ Tát. Như vậy nó cùng một mặt trời mặt trăng. Lại nữa, đất trong cõi ấy không có gò hầm cao thấp, thể đều bằng phẳng, do lưu ly xanh biếc và các ngọc báu cát kết hợp mà thành. Đất này mềm mại như ao éo cõi trời. Dùng 18 viên để trang nghiêm cõi nước, cây cối làm bằng vật báu, xếp hàng thẳng tắp, luôn sinh hoa trái, thường tươi tốt vào mùa đông hạ. Không có dấu vết của các thứ nhơ bẩn, cát, sỏi, đá. Các núi trong cõi này như núi đen, núi tuyết, đều do các loại báu hợp lại mà thành, giống như núi Tu Di, nơi cõi Phật ấy, rồi người đều giống nhau không khác. Và các nghiệp thế gian, dù đến phép làm tài vật không có vua, chỉ có Đức Như Lai Phổ Hiền, chánh đẳng chánh giác làm pháp vương. Lại nữa, chánh pháp của cõi ấy không dùng văn tự ngôn từ để dạy bảo các Bồ Tát. Người muốn thọ lãnh thọ kinh điển phải đi đến chỗ Phật chiêm ngưỡng qua một thời gian dài, không hề nhàm chán mệt mỏi. Vì sao? Vì tâm người ấy rất hân hoan, hợp thời đạt được định ý Phật tâm, sẽ cho đắc quả vị pháp nhẫn vô sinh. Do những việc trên cõi mà cõi nước ấy tên là bất huyễn. Thế nào gọi là đạt được định ý Phật tâm? Nghĩa là không dùng sắc tướng, không do cái thứ dễ đẹp, là cũng không dùng hành nghiệp đời trước mà đạt đến công đức ấy, cũng không mong cầu tạm tác để đạt được. Vì sao? Vì người không nghĩ về quá khứ, không nghĩ đến vị lai, là cũng không nghĩ đến đời hiện tại, cũng không từ năm ấm sáu trần mà đạt đến. Sao gọi là năm? Năm ấm đó là suy xét về sáu căn. Sáu căn đó là chỗ phân biệt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn là sự nhận biết về sắc thanh hương vị tế hoạt xúc pháp, không dùng kiến gian nơi tâm ý thức làm chỗ đạt đến của các nghiệp, không dùng chỗ đạt đến của sự sinh diệt hư giả, không bình đẳng, không tà kiến, không cũng không tạo ý, không có chỗ mong cầu, cũng chẳng phải chỗ đạt đến của đúng, không đúng, cũng không từ chỗ đạt đến của một, hai, ba, không nhân nơi tâm ý thức, cũng không làm việc để hiểu biết về trong ngoài, các ý niệm vọng tưởng phải trái mà đạt được điều ấy. Cũng không do năm ấm mà đạt tới, không do sắc thọ tưởng hành thức mà đạt được, cũng không dùng giới định tuệ giải thoát tri kiến, nguyện lực bất cộng bốn vô sở ý là pháp của chư Phật, không thể dùng ý tưởng để hiểu biết được, không dùng chỗ đạt được do kiến văn, không dùng tướng của tưởng, cũng không dùng ngã tướng, không ra nơi năm ấm sáu trần sinh diệt, không chốn trụ, cũng không nơi nào là không trụ, không có nơi chốn của sắc thọ tưởng hành thức, cũng không có chỗ đạt của tới của nhãn sắc nhĩ thanh tỷ hương thiệt vị thân xúc tâm pháp, cũng không đạt được từ ấm xứ giới. Vì sao? Không thể dùng mắt để thấy các tướng, không thể đến nơi chúng thấy, không phải thấy, không sinh, không diệt, không cuối cùng thì không bắt đầu. Trụ sở ấy do tạo tác của nhân duyên mà có được, diệt trừ hết các cấu ế của phiền não. Vì sao? Do ái dục nên gọi là phải diệt. Vì điều này nên đoạn trừ nhân duyên, do ngã và ngã sở nên phải diệt. Sự thanh tịnh ấy là rõ ràng, không thêm không bớt. Người không nghĩ là an lạc hay khổ đau. Người chấp trước thì không xa lìa được các dục, cũng không dùng ý niệm nhớ nghĩ cho là phiền não. Các tưởng được giải thoát thì các hành đều đầy đủ. Đã đầy đủ rồi thì đạt được như hư không, có thân. Xác làm sao đạt được nếu không có thọ? Thọ từ đâu mà có? Như pháp thường trụ, nếu không tưởng chấp về đạo thì chẳng phải là nghiệp của thế gian. Giả như không có đối tượng được nghe thì từ đâu mà có thức, không có đối tượng thấy thì cũng không có đối tượng chứng đắc, không có đối tượng cho đắc mới gọi là giải thoát, cũng lại không chấp giữ ý niệm, suy nghĩ nơi các pháp của tâm, cũng không nắm giữ, không có đối tượng sanh, không thấy đến, cũng không thấy đi, vốn không thể nắm bắt, giống như các pháp đều bình đẳng, không sai khác. Bây giờ có người nhìn là hư không, đối tượng được nhìn thấy nơi mắt người ấy không thể phân biệt, biết được đâu là hư không, đâu chẳng phải là hư không. Ý Phật cũng thế. Khi Bồ Tát dẫn được định ý Phật tâm, thì biết được pháp của chư Phật. Các tướng tốt đều đầy đủ, thành tựu đạo tuệ hoàn toàn. Pháp của Phật là giảng dạy. Các vị Bồ Tát đều có thể hiểu rõ, thông suốt, tức sẽ suy xét nhận lãnh, đọc tụng dễ dàng, tức có thể thấu tỏ tất cả pháp của chư Phật.
Đức Phật bảo hiền giả sẽ lợi Phật. Đức Phật phổ hiền khởi đầu không hề giả nói hai lời. Sao gọi là hai? Một không giảng giải thường, hai không nói giai đoạn, đều tu hành bình đẳng không có đúng sai. Sao gọi là không? Chưa từng có suy nghĩ học hỏi nơi người khác, cũng không tự nghĩ là mình có được sự hiểu biết. Các vị Bồ Tát này đi đến gặp Phật rồi liền đầy đủ sáu phép tu vượt bờ. Phật nói thế nào là đầy đủ? Sẽ bỏ các tưởng về sắc, không có đối tượng được mong cầu, đó là đầy đủ pháp Bố Thí Ba La Mật. Không tưởng chấp về thân Phật, đạt đến gốc không thì đầy đủ pháp Trì Giới Ba La Mật. Vì sao? Vì không có tưởng về mình nên thành tựu 32 tướng. Xét các pháp chỉ là giả, có tên gọi mà thôi. Tướng không cùng tận trụ vào chỗ này mà tâm không giác khởi nên gọi là pháp nhẫn nhục Ba La Mật. Tất cả pháp không thể thấy, không có đối tượng được nghe. Vì sao? Vì các bậc Bồ Tát thấy hiền không có vui, thấy thiện không có vui, thấy ác không lo, tâm không có đúng sai, nên gọi là pháp tinh tấn Ba La Mật. Tâm không nhớ nghĩ tịch tịnh an nhiên nên gọi là pháp thiền định Ba La Mật. Hiểu sắc tướng là không, không giữ lấy tướng này mà sinh lòng tự đại, đó gọi là pháp trí tuệ Ba La Mật. Phật nói các Bồ Tát trong đó, trong cõi đó, nhưng vì đầy đủ sáu pháp tu Ba La Mật nên đạt được pháp nhẫn vô sinh. Quan sát cõi nước của chư Phật nơi mười phương, chúng Bồ Tát tu học một ít các pháp kia đều có thể đến cõi bất huyễn và được Đức Phật phổ hiền dạy dỗ. Hiền giả sẽ là Phật nói với Bồ Tát A Sa Mạc, lành thay nhân giả, công đức của Bồ Tát ở cõi Phật kia thật là khó lường. Bồ Tát A Sa Mạc hỏi hiền giả sẽ là Phật, này hiền giả, hiện giả muốn thấy cõi bất huyễn của Đức Phật phổ hiền chăng? Sa Lợi Phất thừa, tôi muốn thấy và trong hội chúng đều sẽ nhờ vào đó để được tăng trưởng các phước đức. Khế Bồ Tát A Sa Mạc ngồi trên tòa nhập vào thiền định thì hiện thần thông. Thiền định mà Bồ Tát nhập có tên là thấy khắp quốc độ của chư Phật, làm cho mọi người trong chúng hội và hiện giả Sa Lợi Phất đều thấy rõ Như Lai phổ hiền và cõi bất huyễn. Tất cả đều vui mừng cho là việc chưa từng có, rồi cùng nhau rời khỏi chỗ ngồi, đến cúi đầu cung kính đảnh lễ dưới Đức Phật kia. Nhờ y thần của Phật khiến cho trên áo của hiền giả Sa Lợi Phất và đại chúng tự nhiên có hương hoa quý đẹp, liền lấy hoa nó hướng về hướng phương đông cùng tuôn trải lên Đức Phật. Hoa đó trải đến Đức Phật, các vị Bồ Tát và cùng khắp cõi nước Phật. Các Bồ Tát ở đó hỏi Đức Phật, hôm nay các hoa tốt đẹp, ví dụ này là do từ đâu sinh ra mà rực rỡ như vậy? Như Lai phổ hiền bảo các Bồ Tát, hôm nay ứng hiện điềm lành này là do Bồ Tát A Sa Mạc đã đến thế giới Ta Bà cúng dường, thăm hỏi Đức Phật Thích Ca Văn và chúng Bồ Tát nơi mười phương hiện có mặt nơi chúng hội. Vì sao? Vì ở chúng hội ấy Đức Phật giảng nói về Pháp Đại Thừa. Các vị Bồ Tát ở cõi ấy thưa hỏi Đức Phật phổ hiền, sự biến hóa hiện hiện ở cõi này là do thần thông của Đức Phật nào? Phật bảo sự việc này là của Đức Phật Thích Ca Văn, đã bị chư Bồ Tát nơi mười phương đến với pháp hội đó. Vì sao? Vì ở cõi ấy được Đức Phật giảng nói Pháp Đại Thừa. Các vị Bồ Tát lại hỏi Đức Phật phổ hiền, ở cõi này nghe Pháp ấy được chăng? Phật bảo, Đức Phật Thích Ca Văn sẽ diễn giảng phân biệt rõ về phần nhân duyên đại hội. Các vị Bồ Tát lại hỏi Đức Phật phổ hiền, thế giới Ta Bà cách đây xa hay gần? Phật bảo, về phương Tây cách đây vượt qua các cõi nước nhiều như số vi trần, trong 10 hằng hà xa cõi nước của chư Phật, mới đến thế giới Ta Bà của Đức Phật Thích Ca Văn đang giáo hóa. Các vị Bồ Tát cõi ấy bạch Phật phổ hiền, chúng con nguyện xin được gặp Đức Phật Thích Ca Văn để thực hiện công việc giáo hóa chúng sinh, xiển dương chánh pháp. Khi ấy Đức Phật phổ hiền liền phóng ra ánh sáng của thần chiếu xuống khắp mười phương. Các vị Bồ Tát và chúng hội kia đều trông thấy cõi này. Chư vị tại đều đứng dậy, từ xa hướng về Đức Phật Thích Ca Văn nhất tâm đảnh lễ. Các vị Bồ Tát từ xa nhìn thấy nơi cõi Ta Bà
có vô lượng có số lượng Bồ Tát hết sức đông đảo, cả vùng hầu như không còn một chỗ trống. Nó ngạc nhiên tự hỏi Đức Phật về việc ấy. Phật bảo các vị Bồ Tát nơi các cõi Phật trong mười phương nhiều không thể kể hết, đã có mặt nơi pháp hội kia, vì muốn được nghe thuyết giảng về phần nhân duyên của đại hội, cho nên đến thưa thỉnh lãnh thọ. Hiện giả sẽ là phát hỏi Bồ Tát A Sa Mạc: Thưa Bồ Tát, vì sao nhân giả có tên là A Sa Mạc? A Sa Mạc đời Tấn gọi là vô tận ý. Bồ Tát A Sa Mạc đáp: Thưa hiện giả sẽ là phát thấu rõ diệu dụng nơi các pháp nên gọi là không cùng tận. Vì sao? Vì tất cả các pháp cũng không cùng tận. Sở lại phát hỏi: Xin giảng về pháp một không cùng tận. A Sa Mạc nói: Lúc mới phát tâm Bồ Đề thì cũng không cùng tận. Vì sao? Vì đều lìa mọi trói buộc của các dục tham sân si. Vì sao? Vì không cầu đạt hai thừa thanh văn và chân giác. Đã phát tâm rồi nên kiên cố thì chí kia không thể lay chuyển. Vì sao? Vì không bị những mê lầm theo tà nghiệp, tất cả chúng ma không thể phá hoại được tâm ý. Người có tâm ấy thì các công đức của họ đều được thành tựu trọn vẹn, dù ở trong cảnh vô thường mà luôn là người đứng đầu, nắm giữ toàn bộ chúng. Vì sao? Vì chấp về thường là tạng nghiệp sinh tử, do đấy đặc biệt tôn quý, thấu tỏ về đạo gọi là ra khỏi nẻo thường, chẳng thường. Từ lúc phát tâm trở đi, tâm luôn an nhiên tự tại, dứt mọi trói buộc, không lìa các công đức của chư Phật, mọi nẻo tu tập không bị gián đoạn, vì vậy mọi thứ ác đều dứt sạch, tâm luôn an ổn, không gì làm lay động, không gì có thể sánh, vững chắc như kim cang, đều nhận rõ tất cả các pháp không cùng tận, dùng trí tuệ để vùng thấu các pháp. Từ lúc phát tâm luôn kiên cố trên đường hành hóa, bình đẳng với chúng sinh, tâm ý chân thật dứt mọi vô định, nên gọi là chân chánh không thiên lệch. Từ lúc phát tâm luôn sáng suốt. Sở dĩ như vậy vì tâm ấy vốn thanh tịnh, loại trừ cái tối cấu ế, chưa trừ cái chỗ tối tâm, trí tuệ hiện bày sáng rõ. Từ lúc phát tâm luôn tẩy trừ các thứ ô trược, niềm tin hết sức vững chắc. Phát tâm vô cùng lớn lao, không có bờ bến, vì tâm như hư không, phát tâm rộng lớn, vì tiếp nhận mọi loài chúng sinh theo đó để giáo hóa. Phát tâm không cùng tận, vì trí tuệ huyền diệu mênh mông không biên vật. Từ lúc phát tâm không nơi nào là không đi vào, vì tâm đại từ là vô cùng vô tận, phát tâm hành hóa không gì có thể đạt thể làm gián đoạn, vì do công đức hạnh nguyện phát tâm an ổn, thật đáng kính quý. Vì đem lại mọi an lạc cho chúng sinh, phát tâm thủ thắng hơn hẳn mọi người, vì tất cả ngoài đạo thanh văn chuyên giác đều tôn trọng. Cho phát tâm ấy vượt mọi nhận thức của tâm ý, sở dĩ như vậy vì chẳng phải là chỗ đặt đến của phàm phu. Và như người thông, người nông dân không thể hiểu được công việc của bậc thánh vương phát vô số tâm, vì mà mỗi tâm đều từ chỗ tạo tác của chủng loại gốc mà đạt được quả. Tất cả các pháp thường hiện hữu nên từ lúc mất phát tâm đều lấy đó là nguồn gốc của đạo, và chỗ đạt đến ấy luôn có lực sự an ổn lớn, phát tâm rồi luôn tự trang nghiêm, vì giúp thành tựu cái thứ công đức. Từ lúc phát tâm đến nay so với các chúng luôn đặc biệt thù thắng, vì đạt được thánh tuệ. Từ lúc phát tâm luôn tạo được mọi ví diệu, vì dùng pháp bố thí rộng rãi đến khắp chúng sinh. Từ lúc phát tâm luôn tạo lập chí nguyện lớn, vì gồm đủ giới cấm. Từ lúc phát tâm không ai sánh bằng, vì luôn theo hạnh nhẫn nhục. Từ lúc phát tâm không gì có thể hạn chế, vì các nẻo thực hành luôn tinh tấn không biến trễ. Từ khi phát tâm thường được ưa thích, vì tu pháp thiện được vợ, đạt được các tam muội, từ lúc phát tâm đến nay không nơi nào là không quy kính hướng về, nhân đó mà thấu tỏ trí tuệ ba la mật hoàn toàn không có chốn trụ. Sở dĩ như thế chỉ thể hiện vô lượng tâm từ. Từ lúc phát tâm nguồn gốc luôn vững chắc, vì luôn thể hiện tâm bi. Từ lúc phát tâm thường đem lại sự vui thích, chỉ luôn thể hiện tâm bình đẳng với các chúng sinh. Từ lúc phát tâm tuy gặp các việc khổ vui nhưng tâm không hề loạn động, vì luôn hộ trì hết thảy. Từ lúc phát tâm được các đức Như Lai gia hộ dẫn dắt, vì chỗ ứng dụng thuận hợp với sự giảng giải của chư Phật đồng mười phương. Từ lúc phát tâm đến nay dốc vượt qua các nạn trong năm đường.
Vì công việc giáo hóa luôn phát triển hưng thịnh, từ lúc mất phát tâm luôn phụng trì tam bảo, vô cùng thuận hợp nơi giáo pháp của Phật khi do thánh chúng thành tựu. Bồ Tát A Sa Mạc là hỏi hiện giả Sa La Phất, tâm của bậc nhất thiết trí có cùng tận chăng? Hiện giả Sa La Phất đáp, không thể cùng tận, giống như hư không, không thể cùng tận. Tâm của bậc nhất thiết trí cũng tại lại như thế. Giáo pháp của Như Lai cũng không cùng tận, vì sao phương pháp của giới là vô tận? Định ý của Như Lai do vô cùng, nên trí tuệ giải thoát tri kiến, không có nguồn gốc nên cũng vô cùng tận. Sẽ về các pháp của chư Phật như mười lần, vốn vô sở ý, tám pháp bất cộng, thì đấy là gốc. Cũng do cũng là gốc, nguồn gốc của tâm, nên vô cùng tận. Tóm lại các pháp của chư Phật là bậc nhất. Do niệm hành của tâm là vô cùng, nên tam bảo luôn được nối tiếp. Nhờ đấy nên sự phát tâm cũng vô cùng tận. Giống như bốn đại của tất cả chúng sinh, sao gọi là bốn đại? Đó là đất nước, lửa, gió, cùng vô tận, nên sức về trí tuệ, ứng dụng tất cả. Cô lại cùng hiểu rõ, do chỗ hành nơi tâm của chúng sinh là không thể nghĩ bàn, bản nguyện không dứt, nên cũng vô cùng tận. Vì sao phải tu tập phụng trì đạo pháp theo bản nguyện nên cũng vô cùng tận? Tất cả các pháp đều không nơi sinh ra, nên không gì là không hiển hiện. Cội nguồn của hết thảy các pháp là vô cùng nên vô tận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh A Sa Mạc Bồ Tát quyển 1. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.